giải bóng đá Asia mở rộng 2017. Ở lượt đấu thứ hai vòng tranh cúp bạc này, trước mắt chúng ta đang là hai đội bóng FC Thiên Anh đến Yên Bái và FC Nam Linh tới từ huyện Bắc Quang của tỉnh Hà Giang. Ngày hôm nay đang thủ thank you.
Thank you.